đến hẹn lên một con 12 Pro Max, giá em bán chỉ là 10 triệu 800 thôi nha. Và Samsung Galaxy Flip 3 7 triệu 150 mọi người. Hôm nay bên em sẽ về rất là nhiều máy nha. Bên em bán thì có hỗ trợ trả góp không cần trả trước. Rồi con đầu tiên sẽ là 12 Pro Max màu trắng rồi. Bộ nhớ là 128GB, máy cũng cực kỳ là đẹp nha. Giá hành lý là 10 triệu 800 mọi người thấy không? Là phiên bản của Mỹ sẽ có tiếp xúc sóng 5G nè. Đó, màu trắng thì cực kỳ là đẹp, pin 100% nha. Đây, em sẽ test sơ trước cho người xem. Ví dụ như camera nè, là cam F1 người. Tiếp theo sẽ là 0.5 nè, là cam góc rộng á. Tiếp theo sẽ là 2.5 nè người. Và đây là camera selfie nha. Mọi chức năng đều hoạt động bình thường rồi. Đó. Tiếp theo sẽ là màn hình. Đây là màn hình zin có chu tông nha người. Đó. Còn đây sẽ là pin 100%, là pin thay mới nha. Tình trạng bên em có sao vậy? Còn hàng hành lý chắc chắn sẽ có lỗi nha người. Bữa giờ mới đi Đà Lạt và bây giờ mới cảnh livestream nè người. Đây. Rồi, tình trạng của máy này á là 12 Pro Max, bộ nhớ là 128GB, bản LLA là phiên bản của Mỹ rồi. Đó. Phay đi sự cố nè, con này không sử dụng phay đi nha. Đó, dung lượng 128GB và khóa mạng là bản quốc tế rồi, không giới hạn SIM là bản quốc tế nha. Màn hình zin có chu tông nhưng mà màn hình này bị lưu ảnh rồi. Mọi người thấy không? Nó lưu ảnh xíu đây nè. Và đây xíu nè. Đó, có sao bên em báo vậy nha. Và con này em sẽ hành lý cho mọi người á là 10 triệu 800 người. Chào anh Nguyễn Trần Hữu Ngọc nha. Không biết chị hay là anh em đọc lộn mà. Rồi. Jet clip cho em xem Jet Fold đi. Ok, xem cho sau nha. Jet Fold nè, Jet Fold 2. Rồi, tiếp theo sẽ lên một con sẽ là Samsung Galaxy Flip 3. Đây là điện thoại màn hình gập. Đó, màn hình rất là to nha, màn hình trước nè mọi người thấy không? Nó đẹp hơn mấy Jet Flip 2. Đây, chụp hình được luôn nha. Con này sẽ bán giá cho người á là 7.150.000 người. 7.150.000 nha. Samsung Galaxy Flip 3, RAM 8GB, bộ nhớ là 26GB rồi. Mọi người thấy không? RAM 8 26GB nè, màn hình 120Hz nè. Chip sẽ gần 888 nha. Chiếc Snapdragon gần 888 người. Con này tình trạng là full chức năng nha, nhưng mà vỏ nó hơi xấu mọi người. Và con này sẽ hành lý cho người á là 7.150.000. Này. 7.150.000 thôi. Nó bị chốc sơ nè người thấy không? Nó chốc sơ xíu đây nè. Còn mọi chức năng khác sử dụng bình thường, không bị lỗi hết người. Chỉ bị vỏ xấu thôi nha. Đó. Chỉ bị vỏ xấu thôi mọi người. Với clip 3. Rồi tiếp theo sẽ là một con Samsung Galaxy Z Fold 2. Máy đẹp. Mọi người thấy không? Máy đẹp chưa? Z Fold 2 máy đẹp nha. Đó, em chốt giá clip 3 ok luôn bạn Quyền Nguyễn ơi. Này, Z Fold 2, con này sẽ bán giá cho người á là 12 triệu 600, máy cực kỳ là đẹp nha. Z Fold 2 là phiên bản 2 SIM, 1 eSIM và 1 SIM vật lý nha. RAM sẽ là 12GB, bộ nhớ là 26GB, Samsung Galaxy Z Fold 2. Đó, 12 triệu 700, máy cực kỳ là đẹp luôn người, mọi người thấy không? Chất máy rất là đẹp nha. Rồi, em sẽ lên tiếp á, là 12 Pro Max 128GB. 12 Pro Max 128GB. Con này là full chức năng không lỗi gì hết, chỉ hai mỗi cái lưng rồi. Đó, bên em có sao bao vậy nha. Con này bị hai lưng rồi. Màn hình zin, main zin chỉ bị hai lưng thôi, mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Pin con này là còn 86% màu đen nha. Đây, pin 86% màu đen, 13 triệu 200. Đây. Bảo hành cho khách tỉnh tệ quá anh. Hồi lỗi bên em chỉ đổi thôi chứ bây giờ thật sự là bây giờ đồ điện tử mà em không biết làm cách nào để nhanh hơn. Em thật sự là bây giờ bảo hành bây giờ 3 tháng một đó một, hình như có một mình em là làm thôi mọi người. Lỗi là bên em đổi. Đó, nói chung đồ điện tử bên em không nói trước được, nên sẽ cố gắng là bảo hành nhanh nhất mọi người. Tiếp theo là 12 Pro Max, pin 8826GB, con này 14.900 nha. Đó, 14.900. Đây. 14.900. Pin 88% nha. Này, pin zin nha mọi người, có sao báo vậy nha. Con này cũng là bản Mỹ, 256GB luôn, màu xanh, 14.900. Có chiếc Fold 4 không ạ? Cái Fold 4 hôm nay em không có rồi. Em có 10 hôm nay không có cái Fold 4 mà. Rồi, tiếp theo sẽ là một con 12 Pro Max, pin 100%, 15.300. Này con này pin là hai mới nha mọi người. Đó, màn hình 9198 thôi. Pin hai mới. Con này có hơi chạy trên sườn một xíu nè, mọi người thấy không? Đó, 9198 nha, có sao bên em báo vậy. 12 Pro Max, pin 100%, 256GB, 15.300. Có cao 50 gaming không? Dạ có anh ơi, 6.6 nha. Cao 50 gaming. 6.6. Tiếp theo sẽ là một con Samsung Galaxy Z Flip 3, bảo hành tháng 6 2023 nha. 8.6 mọi người. Đây. 8.6. Con này phiên bản 2 SIM, 1 eSIM, 1 SIM vật lý nha mọi người. RAM con này sẽ là RAM 8GB, bộ 128GB nha. 8.6 là máy đẹp. Mọi người thấy không? Cái máy nè. Rất là đẹp nha. Còn bảo hành chính hãng nữa mọi người. Đó, còn bảo hành chính hãng luôn. Đây, 8.6 nha. Pin 86%. Hôm nay sẽ review nhanh một xíu người tại vì hôm nay cũng về rất là nhiều máy nha. Nên sẽ báo ngoại hình và đọc giá hơn rồi chứ không báo chi tiết được. Rồi tiếp theo sẽ là 14 Pro màu tím nè. 14 Pro màu tím mà giáp bơi 22.900 nha. Mà giáp bơi là Singapore mọi người. Này cho mọi người xem. 14 Pro 128GB nha.
22.900, pin 100% luôn rồi. Rồi con này là 512GB đồng rồi. 14 Pro 512GB nha. 23.200. Đó. 23.200, 14 Pro pin 99, 512GB. Em sẽ vô cho người xem. Đây. 14 Pro nè, con này bản Mỹ nha. 512GB quốc tế rồi. Pin là còn 99%, màu tím. Chắc màn hình 98% rồi. Cái màu tím này cực kỳ là dễ bị chạy nha mọi người, lưu ý nha mọi người. Đó. Máy của vợ em xài mà dán keo BBS lột ra nó bị dính keo luôn. Tiếp theo là 13 Pro Max. Có 12 mini, có 13 mini luôn nha. Để em xíu nha, Bi Nguyễn ơi. Và bạn Trọng Tỉnh. Trọng Tính chứ. Còn đây là 13 Pro Max. Con này pin sẽ là 100% nha. Giá bán là 19.050.000. 256GB. Con này vỏ hơi chạy. Con này vỏ hơi chạy nha. Nó bị cứng xíu đây nè mọi người thấy không? Một chỗ nè. Đây. Rồi để cho mọi người xem. Pin 100%. Đây là con này là đã hai màn hình chính hãng rồi nha. Nó có Oppo Z2 nha mọi người. Bản Việt Nam, 256GB. 19.050.000. Rồi. Nên để em lên cái 12 mini và 13 mini cho anh Bi Nguyễn và Trọng Tính nè. Con này là 12 mini nha. 6.850, màu trắng, pin 85%. Dẫu màn hình 9798 nha. Đây, màu trắng. Rất là đẹp luôn. Giá bán là 6.850. 12 mini pin 85. 6.850 rồi. Con này phiên bản của hàng nha. 64GB. 6.850. Còn đây là 13 mini. 13 mini con này bản hàng 128GB rồi. Mặc định là 128GB nha, 13 mini. Pin là 90. Con này vỏ hơi chạy nha. Em bán giá là 9.2, pin 90. Đó, có sao bên em báo vậy hết nha mọi người. Rồi. Em sẽ lên tiếp á, là không là Samsung mà Samsung cũng có nhiều mà. Để em xíu em sẽ like Samsung nha. Em sẽ lên tiếp một con iPad E4 này. iPad E4. Lên tốc độ cho người xem tại vì hôm nay cũng nhiều máy mọi người. Đây, iPad E4 bản Mỹ nha. LLA nè, 64GB nè. Này phiên bản Wi-Fi rồi. Phiên bản Wi-Fi màu hồng nha. 8.3 rồi. Máy nè. Có một vết cứng đây mọi người. Rồi, 8.3 iPad E4. 4 lo nha mọi người. 4 lo luôn nha. Trong xem 12 của bác hành lý ha, xíu em sẽ xem cho xem lại nha. S22 Ultra bao nhiêu hả? Đây anh chỉ không ơi, S22 Ultra bản Mỹ 13.900 nha, RAM 828GB bản 2 SIM. Ngoại hình chắc tầm khoảng 98 thôi, nhưng mà cũng còn đẹp lắm nha anh. Đây. Anh Nguyễn Văn Đi, Nguyễn Văn Duy nha. Nguyễn Năng Duy nè. Đó, em sẽ quay cho anh, hai anh cùng xem luôn. Samsung Galaxy S22 Ultra bản Mỹ RAM 828GB. Ở trên còn siêu viền nè. Ở bên hông cũng còn siêu viền nè. Đó, chỉ có dưới là mức siêu viền, nhưng mà dưới nó phải nhẹ nha. Nói chung kiểu bị nhăm 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 thôi mọi người, chứ không phải là nặng đâu. Đó, màu đỏ rượu nha. RAM 828GB. S22 Ultra. Rồi con này sẽ bán giá là 13.900. 13.900 mọi người. Tiếp theo sẽ là một con iPad iPad Gen 9 mọi người. iPad Gen 9 64GB. Đây, màn hình bơi. Bản Wi-Fi 6.2, còn bảo hành tháng 2 2024 nha. iPad Gen 9. Rồi 6.2, máy đẹp nha mọi người. Đây, máy rất là đẹp nha. Cực kỳ là đẹp luôn rồi. 6.2. Rồi tiếp theo sẽ là một con máy dòng hấp nha. Con này sẽ là Samsung Galaxy A30. Con này màn hình AMOLED nè mọi người. Đó. 1.9 thôi, RAM 4GB, bộ nhớ sẽ là 64GB nha. Samsung A30, con này bản 2 SIM chính hãng rồi. 1.9 nè. Tiếp theo sẽ là một con Redmi Note 11 Pro. Đây. Redmi Note 11 Pro màn hình 120Hz nha. Chip Helio G96. Đây. RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. 3.5 triệu, con này màn hình có lưu ảnh nhẹ. Để em xong mọi người xem cái bị lưu ảnh luôn nha. Rồi đây, mọi người thấy không? Nói chung lưu ảnh cũng cực kỳ là nhẹ rồi. Bị có một ô đây nè. Chắc không thấy được rồi mọi người. Đó. 3.5 triệu, Redmi Note 11 Pro. Con này đó là Realme 9 Pro nha. Realme 9 Pro Plus mọi người. Con này màn hình 90Hz, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Realme 9 Pro Plus chip Dimensity 920. Giá bán sẽ là 4.850 mọi người. 4.850 nha. Con này S21 FE. Đây. S21 FE, con này bản Mỹ nha mọi người. Chip Snapdragon đó là 888 nha, RAM 628GB. Con này bán giá là 5.850. Đây, 5.850 bản Mỹ nha mọi người. Ồ máy cũng còn đẹp lắm nha.
S21 FE chip 888, còn Mỹ Việt Nam là chip Exynos mọi người. Tiếp theo là một con iPhone X, một con XS mọi người, một con XS 64GB, em nói nhà một con XS 256GB bản hàng nha. Pin con này sẽ là 98%, 5950 mọi người, 5950 nha. Còn là một con XS 64GB luôn, màu đen nha mọi người. Con này bán giá là 5.150, pin 85%. Này con này bản Mỹ rồi, 64GB, 5.150, máy đẹp. Máy đẹp nha mọi người. Rồi, một tiếp theo sẽ là một con iPhone 8 nè, 14 Pro Max hả? 14 Pro Max hôm nay không có về, có về 13 Pro Max thôi, nhưng 14 Pro thôi. À, iPad thì báo rồi, iPad E9, iPad Gen 9 là 6.2, 64GB. Còn iPad E4 là 8.3 rồi. Rồi iPhone 8 64GB nha. Con này tự nhiên bị nứt kính rồi. Này để qua. Rồi, tiếp theo sẽ là một con Redmi Note 10S nha. Đây, Redmi Note 10S, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB rồi. Giá bán sẽ là 3.250, Redmi Note 10S nha. Màn hình AMOLED nha mọi người. Ok. Còn sẽ là một con Samsung Galaxy Note 10 5G. Em nói nhầm, đây là Note 10 bản Mỹ nha. Bản Mỹ sẽ là RAM 8 256GB và chip Snapdragon á là 855 mọi người. Giá bán là 4.350. Con này hơi cứng xíu đây nha, 4.350. Ok. iPhone 12 Pro 128GB mọi người. 12 Pro 128GB 11.300 nha. Còn này bản Mỹ người 128GB. Pin 86%, 11.300. Tiếp theo sẽ là một con Oppo Reno 7 4G, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB, chip Snapdragon á là 680. Giá bán là 4.150 nha. Con này máy đẹp nha mọi người. 4.150. Đó. Reno 7 nè, Reno 7 4G mọi người. Có dán cường lực sẵn luôn. Tiếp theo là 13 Pro Max 256GB nè, 10.500.000, 19.500.000 rồi. Pin 87 nha, màu đen. 256GB, bản Việt Nam luôn rồi. Nó bản Việt Nam luôn nha. 19.500.000 rồi. Còn đây là 13 Pro Max, pin 88, 17.550.000 nha. Pin 88 màu xanh. Này, pin 88 mọi người. Bản Việt Nam luôn nha. 128GB, 17.550.000. Tiếp theo sẽ là một con Vivo Y72 5G, RAM 828GB mọi người. Đó. RAM 828GB nha. Anh do 13 2.850. 2.850 mọi người. Còn là Mi 11 Lite. Có nóc 10 không anh, nóc 10 4.37 Mỹ nè anh ơi. Cho nó vỏ hơi cứng một góc xíu nha. Màu đặc sắc. Phải hồi chiều shop inbox mình có con LG Win không, nếu phải inbox tiếp giùm mẹ nha. Không, LG Win em không có hàng nha, có dừng cái đó bên lừa đảo nha mọi người. Bây giờ hiện tại cái kênh của em cũng nhiều người giả mạo mọi người. Đây, Mi 1 Lite 4G, RAM 828GB, màn hình 90Hz, 3.8 nha. 3.8 mọi người. Tiếp theo là 13 Pro Max 128GB, pin 89, 18.550.000 nha, pin 89 màu vàng. Máy cũng còn đẹp lắm nha mọi người. Để em coi con này bản gì luôn nha. Pin 89 nè. Con này bản Việt Nam mọi người. 18.550.000. iPhone 11 pin 99 64GB, 7.050.000 nha, màu đen. Con này bản Việt Nam chính hãng nha mọi người, 64GB nha, 7.050.000. Tiếp theo sẽ là A23, 2.850, em có được 2 con. À, con này RAM 428GB là 2.850 nha. Samsung A23, 2 SIM chính hãng nha mọi người. Pin con này 5.000 nha, kích thước màn hình sẽ là 6.7 inch, 2.850. Đó, S10 có S10 5G không anh ơi? Có luôn anh ơi, S10 5G có đủ màu luôn nha. Còn đây sẽ là 3 con RAM 628GB bản chính hãng nha. Mấy con này thì bên em bán rất là nhiều người, tại vì mấy dòng này thì tầm trung mà pin cao mà được bảo hành chính hãng đó người.
Đây, 3.350 thôi. 3.350 là còn bảo hành đến tháng 5, tháng 6 nè. Con này RAM 628GB, còn RAM 428GB là 2.850 nha mọi người. Này, hai sim chính hãng nha, 3.350. Rồi, thăm nút nãy có anh nào hỏi nè, em có được một con thăm nút 4.050 nha, pin 100%. Con này có vết cứng xíu đây mọi người thấy không? Màu vàng. Màn hình tầm khoảng 9798 thôi, 64GB. Pin 100%. Pin này hai mới mọi người. 4.050. Đây là 11 Pro Max 64GB. 11 Pro Max 64GB bản Mỹ nha. Con này á, pin là 100%, pin 2 mới, 9.650 mọi người. Màu xanh rất là đẹp nha. Đây. 9.650. iPhone 11 Pro 64GB. Pin 85%, 7.950 mọi người. 11 Pro 64GB, 7.950 nha. À, này có con được LG V5S nha, 2.9 nè. V5S là RAM 8GB, bộ nhớ là 26GB mọi người. RAM 8 26GB nha. 2.9. Còn là Note 9 nè mọi người. Note 9 em có được con đầu tiên á là 512GB, RAM 8GB. Galaxy Note 9 bản hàng nha. RAM 8 512GB mọi người thấy không? Đó. Ngoại hình con này á thì chắc tầm khoảng 97 98 mọi người, có vẻ vết cứng nè. Này. 512GB nha, 4.350. Đó, 4.350 mọi người. Galaxy Note 9. Còn đây là Note 9 mà RAM 628GB. Đó, Note 9 RAM 628GB. 3.850 mọi người. RAM 628GB nha. Khoảng 98% mọi người. Galaxy Note 9 RAM 628GB. Cái này bản hàng không mọi người? Bản hàng không nha. Màu đồng nè. Màu tím nè. Cuối cùng nó sẽ là màu bạc. Rồi S15G phải không? Sẽ lên S15G trong người nè. Anh Nguyễn Thái Sơn ơi, S15G. Màu đa sắc. Em có 3 màu nha, màu vàng và màu đen. RAM 8 26GB, con này bản hàng nha, S15G. Giá bán sẽ là 4.550. Nhớ về được 3 con mọi người. 3 màu luôn. Đó. Kích thước màn hình con này sẽ là 6.7 inch, độ phân giảm màn hình là 2K+ nha. Camera chính á sẽ là, nói chung camera này 12MP hết rồi. Đó, một cảm biến tôi F0.3MP nha. Này. 12MP, cam chính nè, góc gọng cũng là 12, tele cũng là 12. Và một cái cảm biến TOF 0.3MP là 4 camera sau nè và 2 camera selfie nha mọi người. Góc rộng của selfie, góc hẹp của selfie nè. RAM 8 26GB, máy cũng khoảng 98% nha. 4.550. 4.550 mọi người. S25M có nè, đẹp xem lên cho anh xem luôn. Anh Phan Minh Trực đây. S25M có được 2 con. Một con á là 4.550, một con là 5.650. Thì tại sao chênh lệch tiền vậy, em sẽ quay cho người xem. Hai con đều á. Đây, hai con đều là máy đẹp nha. Hai con này đều là máy đẹp nha. Đó. Hai con này đều là máy đẹp. Một con là 4.550 là bản Mỹ. Đây, hai con bản Mỹ nè. 4.550. RAM 628GB, chip Snapdragon á là 865 mọi người. Nói chung chip này bây giờ hiện tại vẫn còn rất là ok nha. Pin là 4.500 nha mọi người. RAM 628GB, màn hình 120Hz. Ok, nó chỉ có điều một sim thôi. Máy đẹp 4.550. Còn máy hai sim chính hãng á thì nó không có 5G mà sẽ được hai sim bằng RAM 826GB nha. RAM 826GB mặc định sẽ là chip Snapdragon 865 người, còn RAM 828GB á của bản Việt Nam sẽ là chip Exynos nha. Đây, S25E 2 sim. RAM 826GB, hai con máy đều đẹp nha, 5.650. Ok. Rồi, iPhone X nè. iPhone X 64GB. Màu trắng 4.550. Pin 100% nha. Dù mấy dòng này cũng hơi lâu mọi người. iPad màu đen này không có hàng rồi. Cái tiếp theo sẽ là Oppo Reno 6 5G. Oppo Reno 6 5G, RAM 8, RAM 828GB, chip Dimensity 800U, 3.350. Đó, 3.350 mọi người. 3.350.
Samsung A22, con này thì pin trâu nè, pin là 5000, màn hình 90Hz, màn hình AMOLED nha mọi người. Đó. Giá bán sẽ là 3.150.000. Máy khoảng 98% nha, cũng còn rất là ok. Tiếp theo sẽ là Oppo A77s mọi người. Oppo A77s màn hình là IPS thôi. Mà con này sẽ là RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon 680. Đó. 3.850.000 mọi người, máy đẹp nha. Máy đẹp nha mọi người. 3.850.000. Là một con Samsung M32, pin con này cũng là 5000 đúng rồi. Đúng rồi, pin này đã xíu mọi người. M32. Pin 5000 nha. RAM con này sẽ là RAM 8GB, 128GB rồi. Đó. Màn hình có tần số quét á là 90Hz luôn. 400 ra sao nè, 3.550.000 nha. Tiếp theo sẽ là một con Oppo Samsung A9 Pro, RAM 628. Con này bị màn hình nó bị đen rồi ta. Con này để màn hình bí bị đen màn hình. Tiếp theo sau một con WD3. Đây, màn hình AMOLED nha. Con này pin 4000 rồi. RAM sẽ là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con này bán giá là 1.750.000. Đó. Máy cũng còn đẹp lắm mọi người. Này bản sách tay bản hàng á. WD3 là không có WD này không có bản chính hãng mọi người. Nè, thấy không? 1.750.000. Đây là hai con Samsung A12, 1.550.000 nha. Máy đẹp không mọi người? Đó, 1.550.000, pin là 5000 nè, RAM là 3GB, bộ nhớ là 32GB, 4 camera, có cam góc rộng. Đây sẽ test sơ sước cho mọi người xem. 1.550.000 mua mấy con này xài cũng rất là ok rồi. Đó. Xem YouTube này nọ thôi chứ chơi game thật sự là mấy con này thì không gánh nổi mọi người. Đó, góc rộng cũng có nè, F1 nè. Đó. Selfie được rồi. 1.550.000 nha. Pin là 5000, pin này cực kỳ là trâu luôn, màn hình IPS. Kích thước màn hình sẽ là 6.7 inch. Đó, màn hình to, pin trâu. Máy đẹp. 1.550.000. Em có hai màu thôi, có hai cây à. Rồi. Là Samsung A31 nha. RAM 4GB, bộ nhớ sẽ là 64GB. Máy đẹp cho người 98% á. Màn hình AMOLED, pin 5000, có vân tay trong màn hình luôn. Còn là 2.6. 2.6 có 4 cam, có cam góc rộng luôn. Còn đây sẽ là Note 8 mọi người. Note 8 RAM 6GB, bộ nhớ sẽ là 64GB. Đây. 2.850.000. Có cái bút luôn. Đó, có bút lưỡi tính rồi mọi người. Thì bác 26 game hôm nay em có hàng nha mọi người ơi. Bữa qua định mua hai con A12 mà đợi máy lâu quá. Đợi A12. Báo giá Xiaomi 11 đi anh. Có em mua 11 chắc khoảng vài bữa nó mới có hàng mọi người. 11 em hết rồi nha. iPhone 7 Plus bản dính bản Vena 32GB. Pin con này sẽ là 100% nha. Màu hồng 2.750.000. mười hai Pro Max 14.9 là pin 88, pin 100%, 15.300, ngoại hình 98% nha. Đây 256GB người, đây là phiên bản 256GB nha. Này bản Mỹ 26GB, này là 14.9, pin 88%. Cái con này như đẹp hơn cái con pin trăm lắm người. Đây. Đó, sẽ quay ngoại hình cho người xem nè. S22 hồ có máy mới, S22 hồ 8.5 nhanh thôi. S22 hồ là 8.5. Còn này pin 100% nè, con này thì nó hơi chạy hơn xíu, em thấy là vậy. Mà không, nó chạy hơn xíu. Đó khoảng 97-98 à. Chốt cây nốt, chắc ngày mai mới chốt được rồi. Bên em giờ này nhân viên về hết rồi. Anh Nguyễn nhớ thôi. Thì ngày mai nhắn tin lại giùm em nha. 7 triệu có iPhone nào vậy anh? 7 triệu mua chắc phải ít mát hoặc iPhone 11 thôi. Hai dòng đó thôi. 11 pin 9964GB. 7.050.000. Con này máy cũng đẹp nha. iPhone X con này 4.550.000. Pin 100%, 64GB, 4.550.000 nha.
pin 2 mới, mà mấy iPhone X bây giờ phải 2 mới thôi. Chứ giờ nó cũ rồi, 4 triệu 450. Rồi, nên chắc có như đây không người. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Ngày mai sẽ lên về hàng tiếp sẽ quay cho người xem. Cảm ơn mọi người nha người. Bye bye.